Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bạn em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bạn em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác, anh chị đang theo dõi ở trên kênh bản em và Mạnh Thường Quân đang đồng hành cùng kênh bản em đúng cô bác nhé. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của hai ông cháu này cô bác này. Đấy, tối hôm nay thì chắc có lẽ là cháu Lực sẽ ăn cơm ở lại. Ôi. Đây, cô bác này, Mạnh thì thấy cháu Lực là lên trên này là cũng lên trên này luôn này cô bác. À, một cậu bé mà mặc cái áo mà hôm nọ được bác chiêm là gửi cho cô bác, xong là đội cái mũ lên. Đấy, chân thì đeo dép. Đấy, nhưng mà vẫn đi tất này, đeo ủng này. Ồ, Mạnh đi đâu ấy hả? Thầy chú lên đây là lên đây à? À, thế Mạnh khoanh tay chào các ông bà đi. Chào các ông các bà. Rồi, Mạnh là một đứa trẻ mà rất là ngoan các bác ạ. Và cái cách qua cái cách nói chuyện của em ấy thì thật sự là rất là đáng yêu các bác. Quần áo này thì hôm nọ là được bác Chiêm, bác ở bên bác Hà gửi cho. Mạnh ăn cơm chưa? Chưa à? Chưa ăn cơm đâu à? Đấy, Mạnh thì hôm qua cháu Lực mua thuốc cho thì cũng đã hết ốm rồi. Bây giờ mình đi về nhà đi nhỉ? Đi về nhà đi, quay đây. Nào, chú cóng đi nào. Đây, nào. À, chú cóng Mạnh đi nhá. Mạnh ôm chặt chú nhá. Ôm chặt nhá. Tối nay ăn cơm với Mạnh nhá. À, ông đi đâu rồi? Ông ở nhà à? Ây da. Mạnh thì là một cậu bé mà qua cái cách nói chuyện của bé cô bác rất là ngoan. Thấy em nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, như kiểu là chưa có tiếp xúc nhiều, thành ra là em ấy nói rất là nhỏ. Mạnh đói chưa? Hả? Chưa đâu à? Thế sữa của chú gửi cho Mạnh thì uống hết chưa? Chưa uống hết đâu à? Thôi. Ôi, đi dép trái rồi ấy. Dạ. Hôm nay Mạnh có đi học không? Đi học à? Đấy, cái chỗ mà cháu Lực đang đi này cô bác này thì là buổi tối là ông hay là dùng trâu ra buộc ở đây luôn, ở đấy hết cả thôi. Hiện tại thì trâu vẫn chưa có chỗ để mà ở. Ông bảo là đến lúc mà mưa ấy thì là ông sẽ để ở dưới gầm nhà ông. Bác đang nấu cơm rồi à? Đang nấu, nay nấu nhiều không bác? Nấu nhiều á? Thế thì một tí ăn cơm với bác một bữa nhờ? Vâng. Thì treo thịt ở đây đã. Đấy, hôm nay thì mua một chút thịt cho ông. Đây là đang nấu cơm với gì đấy ông? Cơm. Này, ông chào các bác một câu đi ông. Chào các bác. Các chị nhá, các cô nhá. Ăn nấu cơm con cháu ăn. Đấy, ông đói chưa? Cơm sắp đói rồi đấy. Sắp đói rồi à, đến bữa thì đi ăn cơm rồi nhờ. Vâng. Mạnh là hết ốm rồi chưa ông? Hôm nay nó thấy tỉnh một tí. Tỉnh một tí á hả? À, là đỡ hơn một chút đấy cô bác này. Một chút, bò nó cả mắt không mở được đấy. Thế tối qua Mạnh có ngủ ngon đúng không? Ngủ ngon, nó cứ nằm mê, cứ nói cái nỏ đấy. À, cứ nói lung ta lung tung à? Vâng. Ông. Cứ gọi ông nữa à? Vâng. Cái gì đấy? Ủa, chuyện
Cháu lèng quá. Ừ. Chân lạnh thì có giờ có tất rồi, quần áo thì có, găng tay có đầy đủ rồi. Nha. Đấy. Tại găng tay hơi to một chút đông nhỉ? Hơi to một chút. Hơi to như này thì để năm sau thì mới còn dùng được chứ. Ông thấy áo của Mạnh đẹp không? Áo này đẹp không? Đẹp chứ. Đẹp nhỉ? Đẹp này. Hôm nay còn quáng lên đến tận trường đấy. Sáng nay ông còn quáng đến tận trường. Vâng, nó không đi được rồi. Nó cứ gọi bảo đi học không? Mà cháu đi không phải quáng, cháu mới đi. Không phải quáng đến trường. Ông phải quáng đến trường mới đi hôm nay ấy. Vâng. Ừ. Xong rồi chiều nó khỏe một tí là chiều nó khác về cùng cùng bạn à? Cùng bạn nó. Đây phải nói là cô bác đến sáng sớm thì ông là đưa đi, còn đến chiều chiều thì nghỉ học thì cùng con, hình như là con của các chú ở trên ở bên trên này, cô bác này ở bên trên này, xong là về hai ông cháu thì gọi là sống biệt lập ở đây. Là thế Mạnh thì lên trên trà nhà chú ở trên thì ông đi đón về hay là Mạnh tự về nhà? Lúc về đi đón, lúc nó tự về. Lúc thì tự về à? Vâng. Vừa rồi thì ông cháu Mạnh là thấy cháu ở trên kia kìa. Mạnh đi vòng đường này lên trên luôn. Vâng. Mạnh rất là đáng yêu các bác ạ. Co thì cả người nó nóng hết. Sứa của Mạnh thì còn bao nhiêu hộp biết không? Hả? Chẳng biết còn bao nhiêu. Có biết số này là số mấy? Nói chú nghe nào. Số mấy? Số này là số mấy Mạnh? Số này là số mấy? Hả? Hả? Số 1 ạ. Thế ở đây là có mấy, bao nhiêu ngón tay? Có bao nhiêu ngón tay? Hả? Có một ngón, vào đi. Một ngón. Rồi, chân bị ngứa à? Ngồi đây sửa một chút đi. Đây. Ngồi đây. Đấy, Mạnh thì đây, chú lấy ghế cho này. Đây. Đây không phải là ghế, đây là khúc của. Đây, ngồi đây đi. Này, hai ông cháu thì cái chỗ nấu cơm của bác này thật sự ra rất là nhỏ bé. Ở đây thì ông đang chuẩn bị nấu cơm đúng không? Vâng. Thế là mỗi lần ông đi lấy nước thì ông đi tận đâu đấy? Tận bên kia. Tận bên kia à? Gần xa suối. Không? Xa chứ, gần suối to. Gần suối to à? Thế bây giờ có nước không? Nếu mà không có nước thì để cháu với ông là đi lấy về một ít. Lấy cửa xô đấy còn. Xô vẫn còn à? Lấy rồi đi lấy để nấu cơm cho mẹ. Cháu về nó từ sáng đi trường giờ biết ăn được không được, thử nó đói, cơm đời nó chắc là cũng hơi đói rồi nhỉ, đói không? Nếu mà đói quá thì uống sữa một hộp, hả? Đói á? Đói lắm chưa? Ông lấy sữa cho Mạnh uống một hộp đi ông. Mạnh biết chỗ lấy sữa không? Phấn đang ở chầu chưa ạ? Hả? Trong cái chầu xem đấy. Biết à? Biết thì đi lấy đi. Tôi không hợp được cái. Mạnh áo của Mạnh. Áo ấy rất là ấm luôn cô bác ạ, áo ấy. Tự biết là tự biết đi lấy sứa của bác nhé. Đấy Mạnh ấy. Còn tự biết ra xúc cơm mọi cái rồi. Đấy, cháu ngủ quá. Hai ông cháu thì bây giờ thì cũng rất là ấm cúng rồi cô bác. Không còn sợ lạnh nữa. Nhà ông có dao không? Có dao à? Ôi nước của ông thì cũng sắp hết rồi, chắc một tí không đủ canh rồi đấy ông. Không đủ tí đi lấy. Dạ. Lấy sữa xong chưa? Hả Mạnh? Ra đây chú bốc cho nào. Mạnh ơi. Mạnh. Ra đây chú bốc cho nào. Ra đây. Ui, nhiều thế. Ra đây chú bóc cho nào. Đấy, Mạnh thì bảo là khá là đói rồi cô bác. Bây giờ thì nấu cơm lâu hơi lâu ấy. Cho Mạnh uống một hộp sữa trước. Nào, đây lại cất sữa đi. Lại cất đi. Đấy, rất là tội cô bác ạ. Bố mẹ thì bố thì bị lừa sang bên Campuchia. Còn người mẹ thì hiện tại là nhẫn tâm hắt hủi. Hoặc là hắt hủi bỏ em ấy ra đi rồi, để lại cho ông thôi. Đấy. Sang năm lần lớn hơn một chút thì có thể là biết nấu cơm đúng không bác? Phải nói là các bạn trẻ trên vùng cao, bạn nhỏ đấy thì biết nấu cơm từ rất là sớm của bác ạ. Này, uống đi, cháu xin. Rồi đây,
Hứ, một khẩu bóc còn béo năm đi mê. Ừ. Bác. Thế béo mà còn éo mà thằng bóc mà. Ừ. Thế Mạnh là ngồi ở đây đợi chú một chút nhá. Nhá. Chú cùng ông đi lấy nước một chút. Mà làm cảm ơn. Đây, phải đây đây. Hay mỗi lần mà ông nấu cơm của bác thì dùng cái xô này để đi xách nước thôi. Thế trâu của ông thì buổi tối là ông để đây hay là mang đi đâu? Mang để đâu? Mang để trong cầm sàn đấy. Trong cầm sàn à? Ừ. Không mơ để đây cũng được. À. Đấy, con trâu này thì được ông là đi nhận nuôi nhà người ta về để mà lấy sức kéo cũng như là lấy phân của nó đúng không bác? Thế mỗi lần là ông đi lấy nước là ra tận đây lấy à? Vâng. Ôi, đi khá là xa đấy ông nhỉ? Xa đấy. Bữa nay nó cùng ông chú là nó bán cho họ lấy, bây giờ đi thả mới lấy được. À. Thế là cái chú là thả cho nó, cho bọn họ lấy đi đi. À. Thế là cái chú hôm qua là bán cái chỗ này đi về à? Con nước tôi còn nước này đấy. À, là bán cái nguồn nước này đi á? Vâng. À, thế bán nguồn nước là không để cho ông với Mạnh là uống à? Vâng. Uống rồi. Bán đi bây giờ lấy xong là... Thế cái nguồn nước này là bây giờ là bán đi cho người ta rồi à? Vâng. Bán đi tận đâu ông nguồn nước này? Xa đấy, 3-4 cây. 3-4 cây. Nguồn nước này thì chú ấy bán bao tiền thì ông có biết không? 200 nữa mà. 200? À. Ôi, một cái nguồn nước thôi cũng không có nỡ để cho người anh với người cháu của mình dùng để sinh hoạt cô bác à, mà cũng bán đi cho người khác rồi. Ở đây là bây giờ là ông đang đi lấy nước à, lấy nước trộm đâu bác, nếu mà biết thì chú không cho lấy nữa đâu. Ở đây nếu mà biết là chú kia không cho lấy nữa đúng không chú? Đúng không? Đúng rồi. Rồi lấy trộm cho lấy xong là cắt thả cho nó hò hết rồi. À. Thế cái chỗ này bây giờ nếu mà mình mua lại thì liệu chú kia có bán không? Liệu chú có bán không? Chắc không bán đâu. Không bán đâu đúng không? Chắc là bán. Bán mà phải nhiều tiền nó mới cho rồi. À. Thế cái nguồn nước này thì bây giờ phải nguồn nhiều tiền mới cho à? Vâng. Này. Thế đây là xô một xô to một xô nhỏ là ông mua cho Mạnh hay là để như nào? Cái này hôm nào mua cho mèng nó đi xếp được để cho nó hướng đi đi. À, à đấy. Thế là hai ông cháu của bác ơi. Ông thì là xô to hơn, còn là Mạnh thì xô nhỏ hơn mà đã xách nước là đi về đấy các bác. Đấy, có một cái nguồn nước như vậy cũng không nỡ lòng nào mà cho người anh của mình với lại người cháu của mình cũng gọi là lấy xong thì làm thế này thì nó không về nó à. Về cho họ à, lấy xong thì mình phải làm thế này không chảy à? Vâng. Ồ, thế thì hai ông cháu mình đi về thôi nhỉ? Không nói chảy chốt đây. Ừ. Phải nói là người không biết là cách không biết là diễn tả thêm vào đâu luôn cô bác này. Có cái nguồn nước mà một chút thôi là ông vừa bảo là bán cho người ta 200.000 thôi mà cũng nỡ lòng nào mà bán đi không cho người em của mình có một người anh của mình có một chút ra nước để mà có một chút nguồn nước nào cả. Thế là ông cứ đến lúc mà nấu cơm ấy thì ông là ra bên này để xách nước mang đi về à? Vâng. Cái mía này là ông tự trồng à? Vâng. Cái mía này thì già nở hoa hết rồi ông? Thôi tức rồi. Là không có ngọt rồi. Bên này con trâu nó khăn nước mà. Chảy chứ. Cái ruộng nhà ông thì cũng không có ít cô bác, cũng chỉ có mấy thửa từ dưới này đi xuống thôi. Hai ông cháu đều ở trong một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ là nhỏ luôn. Uống hết chưa Mạnh, uống hết chưa? Uống hết chưa? Chưa à, thế ngồi đây nhá, vừa sưởi ấm vừa uống nhá. Tôi nó tiền theo những cái gì tới.
Đây, ở dưới này thì chỉ có nghe thấy tiếng cú mèo thôi cô bác ạ. Tối nay ăn cơm với thịt nhá. Hôm nay lên hôm nay đi học thì cô giáo có cho ăn thịt không? Cho à. Đấy, Mạnh thì còn đi học là còn được ăn thịt cô bác. Còn ông thì ở nhà là không có thịt để mà ăn nữa đâu. Hôm nọ thì cháu Lực mua cá cho ông thì ông mới có cá để mà ăn thôi. Ông bảo là mỗi lần mà ông có thịt để ăn ấy thì là nhà người ta làm cái gì ấy, đi hội người ta thì mới được ăn thịt ấy. Ở nhà ông có dao nhỏ không? Con này thôi à? Dùng con này là để thái thôi à? Hai ông cháu thế tối nay là nếu mà cháu không xuống thì ông ăn cơm với gì? Cơm với quả đu đủ thôi á. Ôi. Thế quả đu đủ thì một tí để mà nấu canh thôi ông nhỉ? Đấy. Hả? Còn đắng không ông? Chắc là không cần đúng không? Hay là ông bóc đi. Ông bóc cả vỏ đi. Ở đây thì không trời mưa thì hai ông cháu mới nấu cơm mà dễ dàng các bác nhé. Nếu con trời mưa thì là hai ông cháu là sẽ không có nấu cơm được đấy. Mạnh là đi học là còn được ăn thịt nhỉ? Ông thì ở nhà là ông không có thịt để ăn đâu nhỉ? Ôi, Mạnh ra đây rồi à? Cái miếng cụt sắn này thì ông mang về thì ông có ăn sắn không? Hay là sắn này chỉ để cho lợn thôi? Có lúc làm canh ăn đi. Có lúc là làm canh ăn à? Có lúc ăn thay cơm không? Lúc ăn thay cơm. Nào không kịp không có vào thì ăn thay cơm. Ồ. Thế nếu mà hết gạo thì cả Mạnh cũng ăn ăn nguyên sắn à? Thế thôi. Nếu mà đến mùa mà Mạnh nghỉ hè đấy thì là ông tự trông Mạnh luôn hay là Mạnh là đi ở nhà ai không? Trông đi. Tự trông luôn là tự là vừa đi làm xong là vừa vừa lấy cháu đi theo luôn à? Vâng. Thì đến cái lúc đấy thì ông lấy bịu hay là ông cho Mạnh ngồi chơi ở một góc? Dù nó đi thì nó có chơi ở một góc. Nhưng ông làm cái gì? Không để nó dù nó về. Có lạnh không hả à, Mạnh? Thấy bệnh. Không lạnh à? Áo ấm rồi nhỉ? Ông để ý xem lửa một chút nhá. Ông cứ để đây cho một tí cháu rửa cho cháu thái. Ông để ý xem nó xem cơm một chút nhá. Không là tí hai ông cháu mình cứ mải gần đi đủ hay là thái nhiều quá thì tí cơm không ăn được á. Thịt lợn bản thì da nó cái bì nó rất là dày các bác ạ. Và đến mùa đông này thì khi mà mình thái thịt lợn bản ấy thì nó mồ nó đông rất là nhanh. Ông có chảo không? Có đâu. Không có á, mày á. Đằng này. Thế ông chỉ có một con dao này duy nhất thôi à? Vâng. À, có một con dao khắm nhỏ nhỏ kia đấy. Con dao kia thì ông vừa mua à? Vâng. Mua được một năm rồi á? Con dao kia cơ mà, thương nhỉ? Này á? Đúng rồi. Qua đi chợ mua đi. Hôm qua anh chợ mua à? Bây giờ đây cắt cỏ không có. À.
Ông rửa cái nồi đấy để lấy xào nhá ông nhá. Ông nói là cháu mua cả cái dầu rửa bát cho ông rồi đúng không? Vâng. Dầu rửa bát rồi, rẻ dầu rửa bát là có hết đúng không? Có rồi. Thế ông lấy cái rẻ ra rửa nhá. Lấy cái rẻ ra rửa nhá. Cho thêm một tí dầu rửa bát vào xong lấy rẻ ra rửa nhá. Thì có lẽ là từ trước tới giờ cô bác ạ. Cũng chia sẻ thật thân thiết rằng là chắc là ông chưa có dùng đến cái rẻ dầu rửa bát hay là cả dầu rửa bát bao giờ cả. Ở dưới nhà của ông này thì đến buổi tối rồi bác này, chỉ nghe thấy tiếng chim kêu này, tiếng chim kêu. Đêm ngủ mạnh có sợ không? Sợ á? Mạnh sợ cái gì nhất nào? Nói cho chú nghe nào. Con gấu á? Cái mày nó nhìn thấy con gấu chưa? Hả? Chưa. Chưa sợ con gấu rồi. Mày phải nói to lên một chút nhá, chú nghe thấy nhá. Vâng, to như nào, vâng như nào. Đấy rồi, mày phải nói to như này nhá. Ngồi mạnh dạn lên mà nói nhá. Mấy nè mày ngay. Nằm đây mà. Mày thưa cô bác, những cái nồi của ông cô bác này cũng đã phải nói là từ rất là lâu rồi cô bác. Cái nồi này thì từ bao nhiêu lâu rồi ông? Từ xưa được lâu năm, lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi á? Thì ông không có nhớ là được bao nhiêu năm rồi ạ? Ủa rất là lâu rồi. Nào, đưa đúa cho cháu nào. Ông lấy cho cháu một ít muối để vào đây này. Cho rồi. Muối cho rồi. Muối cho rồi à? Ừ. Cho. À. Đấy, cô bác này. Thấy là ông là cầm đồ ra thì bé Mạnh lại dành, lại mang đi cất đấy cô bác. Đấy, ở trong nhà thì hiện tại là rất là tối cô bác ạ, không có một chút bóng đèn nào cả. Đi dép vào Mạnh nhá. Quần áo của Mạnh là áo đẹp là không được bôi lên cái gì lên đây nhá. Đừng bôi đất lên đây nhá. Đừng lấy đất để vào túi áo này nhá. Túi áo này chỉ được để cái gì đây? Chỉ được để đôi tay thôi nhá. Để cái này thôi nhá. Đừng có để đất nhá. Không dặn Mạnh là đi học sáng sớm mà đi học của cô bác là có thể là nhặt đá hay là nhặt cát là ném vào túi ấy.
Ôi dồi ôi, với con hò một chút rồi cô bác này. Bé Mạnh thì vẫn còn là ốm, hơi ốm một chút, vẫn còn chưa có khỏi hẳn. Lấy áo này cho chú không? Lấy áo cho chú không? Lấy áo ấy. Không cho á? Có nhiều cái cho chú một cái. Nhờ? Cho chú một cái. Bảo cho các bác nói nhỏ quá. Như hai ông cháu thì phải nói là kiêng thì cũng không có đâu các bác. Ở đây thì đi không biết là sát này thì ông đi xin nó về bẻ ra để thành làm một cái giá để mà nấu cơm, để mà gọi là để gác được cái nồi thôi. Mạnh à, lấy ghế kia ra đây ngồi, lấy ghế kia có một khúc gỗ kìa. Đấy, khúc gỗ nãy Mạnh ngồi ở đâu, đấy. Đấy, ra đây. Rồi, để đây, ngồi đây. Hai ông cháu thì phải nói là ăn cơm khá là muộn cô bác. Bây giờ thì trời ở bên ngoài cũng đã tối hết rồi. Ông đang chặt cái gì không? Cái làm đũa, đũa không có. Chặt làm đũa? Không có đũa à? Đũa này. Ồ. Chóng miệng cứ ăn rau quất dưới đâu hết rồi. Thế thì hai ông cháu cô bác này phải nói là đũa này thì cũng có... rất là ít, hai ông cháu thì không có ai về ăn cơm bao giờ, thành ra là cũng không có đũa cả. Đấy, là sau thì cháu lực xuống thì cháu lực sẽ trích tiền của các bác gửi cho hai ông cháu để mà mua một chút đồ dùng cho hai ông cháu. Để một chút gừng vào đây được không? Cuộc sống của hai ông cháu của bác ở như vậy, cứ như vậy, phải nói là tiếp diễn không biết là bao giờ mới hết cái cảnh này cả cô bác ạ. Thế bây giờ thì nếu mà cháu Lực nhận được thêm cái phần trợ duyên của các bác gửi tới cho hai ông cháu thì cháu Lực sẽ để ra một cái quý riêng. Hiện tại thì có là bây giờ thì cháu Lực không có cầm sổ đi, thì cháu Lực không biết là không nhớ là bác gửi chính xác là số tiền bao nhiêu. Đấy, các bác gửi số tiền bao nhiêu vẫn còn nhớ được rằng là có cô bé gửi là 9 triệu, hơn 9 triệu một chút đấy cô bác. Và có hai chị Nguyệt Thúy là gửi 5 triệu, cộng thêm là chị Hoàng Thu Hương gửi là 2 triệu. Thì cái số tiền đó bây giờ cháu Lực cầm của hai ông cháu thì cũng đã gần hơn là gần 20 triệu rồi. Đây, ở đây thì cháu Lực không mong sao là giúp đỡ cho hai ông cháu có một cái ngôi nhà xây như ngôi nhà của em Sử với em Hải. Cháu Lực cũng chỉ mong rằng là giúp cho hai ông cháu có thể như làm một cái ngôi nhà ghép ở thì cũng được rồi cô bác ạ. Ngôi nhà ghép thì mình sẽ ở trong đấy mình thiết kế thêm một chút nữa để cho hai ông cháu ở đỡ phần nào hay phần đấy cô bác ạ. Khi mà ngồi ở đây thì vừa nấu cơm thì cảm giác như là nước mắt của mình vừa tuôn rơi luôn cô bác ạ. Ở đây thì không phải là tuôn rơi vì cái điều gì cả, là cái khói bếp ấy cô bác. Khói bếp. Ui. Ui. Cái cảnh mà nó bếp củi như này thì hiện tại thì ở nhà cháu Lực thì vẫn bố mẹ cháu Lực vẫn nấu được cô bác, nhưng mà cái bếp ở nhà cháu Lực thì lại làm rất là to, hình như là nó rất là thoáng. Hình như nhà của hai ông cháu ấy thì gọi là tạm rồi cô bác ạ. Ông rửa một chút, vừa rồi mình để thịt sống rồi. Mạnh ơi, lau nước mắt cho chú đi. Khóc rồi, lau nước mắt đi. Đây đây, lau nước mắt cho chú đây. Cả anh em cô bác ạ. Mạnh lau cho chú nữa. Đây này, lau nước mắt cho chú này. Này,
Đấy là lâu của mình trước thì mới lâu đến được của. Mạnh thì hồi đây thì hai anh em cũng đều là ai cũng chảy nước mắt rồi các bác ạ. Đấy, bây giờ thì chắc là được rồi. Đấy. Nào, ông bỏ ra đĩa đi, bỏ ra bát đi. Ôi, hai ông cháu dùng cái muôi nhựa này, của bác này muôi nhựa thì chắc là cũng dùng lâu rồi đây. Thành ra là cháu được nhìn thấy là cũng bị gọi là bị mòn đến một chút rồi. Cái này thì lần sau ông đừng có lấy xào nhá. Xào thì ông dùng đũa để xào nhá. Còn cái này thì để múc canh thôi nhá. Đây, ở đây thì sẽ là món canh của tối nay được không bác? Dạ em, ông Mỹ Trinh là cứ mà lán không? Ừ, ông dạ. Dạ, ông ơi, cháu xin một tí muối để vào đây được ông ạ. Đây, ông cứ thấy ăn vừa thôi ông ạ. Rồi, thấy được không? Tí để mình canh canh được. Sao rồi, cho nước đấy? Không, tí mình nấu canh không ạ? Thấy xào qua một chút không? Thế mọi lần ông nấu đủ là ông làm như nào? Sau là tí sau là cho nước. Xào một tí là cho nước à? Ông lấy nước để vào đây cho cháu một chút. Tối nay có thịt thì ăn nhiều bát nhá. Vâng à. Rồi. Những cái nồi mà nấu cơm của ông ấy, của bác này, của ông ấy thì cũng phải nói là chắc là từ rất là lâu sau rồi các bác. Cháu được nhìn thấy là hai cái tai nồi ấy thì cũng méo mó hết rồi. Còn là cái nồi trên này thì cái tay cầm ấy thì cũng đã bay hết rồi ấy. Đấy, khi mà mình đứng dậy lên thì mình còn phải lịch cúi của bác ạ, chứ không là bị cọc đầu luôn. Cái chỗ nấu cơm của hai ông cháu của bác thì hiện tại là chỗ này là ông phủ tôn vào của bác nhé. Thành ra là không có sợ mấy. Ông bảo là nếu mà trước mà dùng cái phần rơm ấy để mà phủ lên trên này thì rất là sợ là nó sẽ cháy, thế nên là ông không có phủ nữa. Và hiện tại thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên rồi, thì cái chỗ ngủ của ông cũng như là ngôi nhà của ông thì cháu Lực đã lập mà bạt cho ông hết rồi, thành ra là sẽ không có sợ. Trong thời điểm hiện tại thì sẽ không có sợ là mưa là nó sẽ bị rơi xuống cả, bị dò gì được vào trong cả. Thêm cho một từ xào thêm một tí đâu ông ạ, cho nó gần chín chín á. Rồi bỏ canh vào. Đã có ai từng vào nấu cơm ăn với hai ông cháu này bao giờ chưa? Chưa có ai đâu. Chưa có ai đâu. Không có ai về. Thế lần này là lần đầu tiên là cháu ở lại ăn cơm tối với ông à? Vâng. Nếu như mà lúc mà người ta ra hộ nhà mình ấy thì người ta có ăn cơm ở nhà mình không? Không có gì là họ không ăn à? Thế như là chỉ có nguyên cơm thôi à? Ông chỉ có nguyên cơm thôi à? Không, cơm với rau xanh thì nó ướt cũng không có. Một góc không ăn cơm nhà ông đâu. À. Thì đi nhà rồi ăn. À, thế là giúp xong là người ta lại đi à? Vâng. Nhưng mà cũng rất là may mắn là người ta thấy hoàn cảnh hai ông cháu của bác còn là gia hộ, chứ không là nếu mà gia đình mình không có gì ấy, không có ai ra giúp đỡ mà thì lúc đấy thì hai ông cháu thì mới tự gọi là mới khổ bác ạ. Cái khuôn nhiễu nhầm nóng mặt đỡ hơn không ạ? Qua thì nóng với cả người không? Đồ lèm lèm có. Người thì nóng.
Ông là có biết uống rượu không? Ít thôi. Ít thôi à? Thuốc lào này thì ông biết hút từ bao lâu rồi? Hút được 6-7 năm. 6-7 năm thôi à? Đấy, cái món thuốc lào này thì hầu như là các bác ở trên vùng cao thì không có ai để bỏ được các bác ạ. Ở đây là khi mà các bác đi ra ngoài làm từ rất là sớm rồi. Thành ra là có thể là người ta thách thức nhau hút thuốc hay là bảo là mình cho mình hút thuốc ấy, thì thành ra là mình hút thành ra là bị nghiện từ đấy. Con nhỏ này hồ Tân Châu đấy, nó bảo đi hồ tôi về Châu về tôi cho mẹ hút một điếu, nó bảo hút đi hút lại là xem hút rồi. Ồ, thế là không bỏ được rồi nhờ. Được rồi. Đấy, nhưng mà ông khi mà hút thuốc ấy thì ở gần Mạnh ấy thì đừng hút nhiều quá, thì ra là sau này sợ là ảnh hưởng tới Mạnh nhá. Được. Nếu mà bỏ được thì càng tốt không ạ? Vâng. Nó muốn bỏ giờ hút ho và sáng dậy không dám hút đâu à. Làm cái gì làm đến buổi trưa mới hút à. Chiều hút. Thế tối nay là có đủ bát để ăn cơm đúng không? Có bốn người ấy, bốn bát. Không có bốn cái à? Không có bốn cái á? Tôi thấy rơi ở kia một cái đấy, ông thử nhặt cái kia lên cho nào. Có rồi. Không nên một tí này phải ăn bằng bát đấy, bằng bát to ấy. Ở đây thì trạm bếp của ông các bác thì cũng không có một chút nào cả. Kể cả những cái giỏ thì không có. À đây, ông này đủ đây ông ơi. Vâng, đủ. Đây này đủ. Những cái bát của ông thì rửa ra, rửa xong thì ông úp lại ở trên này thôi các bác ạ. Đấy, ở trong nhà thì nếu mà bây giờ mà không có bật, cháu Lực không có cầm theo đèn pin đi theo ấy, thì thật sự ra ngôi nhà rất là tối các bác ạ. Bây giờ thì cũng chuẩn bị là mấy ông cháu là cũng ăn cơm rồi. Đây, chỗ ngủ của hai ông cháu thì được hai ông cháu là gấp rất là gọn gàng các bác. Một tí thì sẽ ăn cơm ở trên này luôn. Ông còn có cái chổi nào không ông? À đây đây, cháu Lực nhìn thấy có một cái chổi này các bác này. Tí thì chắc là mấy ông cháu sẽ ăn cơm đấy thôi các bác ạ. Nhà thì không có mèo đâu Mạnh nhỉ, có mèo không? Không có đâu à. Thế ngồi đây chú xem nào. Bố mèo vào khổ ứng. Như kiểu là hai ông cháu là như là người tối cổ rồi các bác ạ. Đũa thì cũng không có nhiều, bát thì cũng không có nhiều. Và những cái đồ dùng của ông thì chỉ có là một hai cái thôi. Cái ấm này thì cháu Lực nhìn thấy là những cái tai này thì đã bị đứt rồi. Ông dùng cái thép ly để mà buộc lại thôi. Điện và đặc biệt nhất là không có điện các bác ạ. Thế ở đây là ông nếu mà kéo điện thì kéo được không ông? Nó kéo thì được. Kéo thì được à? Mà xa lắm. Xa lắm. Kéo chắc là phải mất nhiều tiền lắm ấy ông nhỉ? Tiền đấy. Chỗ kia này kéo thì kia xuống là 7 triệu lắm đến đây à. Ồ, nhiều tiền đấy ông nhỉ? Số tiền lớn như vậy thì làm sao mà hai ông cháu là dám mà có được cô bác ạ, chứ không phải là dám mà có được để mà kéo điện, để mà có được điện để dùng. Thế sau này mà Mạnh mà lớn hơn một chút đấy thì đến lúc mà Mạnh cần học thì làm sao mà có điện để mà học nữa? Biết làm thế nào? Thì học đến là lớp thì những người chú học ở trên xá à, là ở trên xá luôn đấy đúng không? Ông cẩn thận nhé, tí đá phải bắt thịt ông nhé.
Hôm là hai mấy ông cháu mình là tối nay là ăn nguyên đồ đủ thôi đấy. Đó thì cũng được ăn rồi. Không à, tối nay là cho mình ăn đồ đủ đấy nhỉ. Và Mạnh thử nói là khoanh tay cho nào. Khoanh tay nhìn ra kia. Con chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe, nói xem nào. Mạnh nói to lên, nói lại nào. Nói bên nói theo chú nhá. Con chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Con chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Rồi, Mạnh rất là ngoan các bác ạ. Được 5 tuổi rồi đấy các bác. Sang năm thì có thể là đi lên lớp 1 rồi. Lên lớp 1 thì chắc là Mạnh vẫn còn học lại ở trường trường ở bên thôn này các bác. Nhưng mà sau này mà Mạnh đi học ấy thì ông lấy tiền đâu ra để cho Mạnh đi học? Biết rồi, thế nào rồi? Không biết làm thế nào á. Hay là chỉ mang củi đi bán thôi ông? Thế thôi. Bây giờ thì cách duy nhất cô bác này để ông mà có được tiền đấy, ông chỉ có đi làm thuê này, đi lấy củi để đi bán thôi. Một cậu bé như này thì không có biết gì của bác ạ. Rất là tội. Người mẹ thì rất là nhẫn tâm. Mình có một đứa con đáng yêu, ngoan ngoãn như này, vì nỡ lòng nào mà bỏ em ra đi. Mạnh nhá. Đói chưa? Đói lắm chưa? Hả? Chưa, này uống sữa xong bây giờ không đói nữa à? Đấy, biết thế là không cho uống sữa, uống sữa nhá. Thêm một tí ăn cơm, ăn được mấy bát nữa? Hả? 2 bát à? Nào, chân nha. Không có ướt đây. Này, tối nay chỉ có canh đu đủ của bác, một chút thịt lợn xào nữa. Hôm nọ thì có một anh giấu tên ở dưới Hà Nội là gửi cho cháu Lực là 700.000 đấy cô bác. Và cháu Lực hôm nay thì mua thịt cho ông hết là 100.000 rồi. Còn là dư là 50.000 nữa thì để lần sau cháu Lực xuống, cháu Lực sẽ lại tiếp tục mua cho ông cô bác nhé. Trời ơi, hơi đầy một chút rồi. Vào nhà đi, nhà. Đi vào nhà ăn cơm đi mày. Cái này điểm cái nồi đấy. Đi vào nhà ăn cơm đi mày. Này, vào nhà đi. Ôi, ông cũng vào nhà đi. Vâng. Nào, nấu nhá mày nhá. Nấu nha. Cháu không mang cái đèn này về, ăn cơm được. Nếu không có đèn thì là không ăn cơm được đâu nhỉ ông nhỉ. Đấy, bây giờ thì nào, chỗ này ăn cơm. Mẹ ngồi đây nhá, mẹ ngồi đây. Rồi, ông ông ngồi đây đi, ông cứ ngồi đây đi. Tí bạn cameraman thì ngồi đây. Này, tối nay thì Mạnh là tối nay ăn được mấy bát hả Mạnh? 2 bát à? 2 bát. Ít cho nó 2 bát tí nữa. Thế thì chú lấy bát nhỏ cho nhá. Tối nay là có thịt để ăn rồi nhỉ? Vâng. Thế bây giờ Mạnh trước khi ăn cơm thì khoanh tay. Con mời các ông bà ăn cơm. Con mời các ông các bà ăn cơm. Rồi. Bây giờ thì cháu Lực cũng xin phép là được ăn cơm cùng với lại ông với lại Mạnh thưa cô bác. Và cũng xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng ba ông cháu ăn cơm cô bác nhá. Thấy ông thì ăn cơm đi nhá. Vâng. Chào các thầy, các cô, ăn cơm. Rồi, lấy Mạnh ăn thịt nhá. Đây. Chắc hoàn lắm. Em ăn tắc. Đây, bát của ông đây nhá. Đấy.
ớt kìa, có ớt. Không, không ăn ớt nữa ông ạ. Không ăn được. Canh Mạnh ăn đi nhá. Mạnh thì có thìa không ông? Không Mạnh có bao giờ dùng thìa không? Dùng dùng nó không có thìa. Không có thìa á? Ừ. Ồ, thế thì Mạnh ăn cơm đi. Đây. Ngồi dịch dịch ra vai chúa một chút ăn cơm. Đúng rồi, quen rồi. Đúng rồi, quen rồi à? Lớn thì... Ông ăn cơm đi. Mày ăn cơm đi, ăn thịt đi. Có bỏ găng tay không? Bỏ ra nhau. Bỏ ra ăn cơm nhá. Nhá, tí tí lại đeo tiếp nhá. Đấy. Bỏ ra, đây, tay nào cầm đũa nào. Không rồi. Rồi, tay này cầm bát. Cơm. Rồi. Đấy, ăn rất là giỏi luôn cô bác này, không cần phải bón luôn. À, tự biết mà ăn luôn. Hãy gắp thịt ăn đi. Có cần chú xé cho miếng nhỏ không? Không cần đâu à? Đấy. Không cần luôn với cô bác ạ. Xem Mạnh ăn cơm thế nào. Cắn một miếng thịt xong ăn một miếng cơm. Đấy, ăn thịt trước. Đấy. Đấy, đây tay cầm, không tí rửa tay sau. Rồi. Đấy, đúa gì khá là dài rồi. Ôi, ăn cơm là rất là ngon luôn. Chắc là đói lắm rồi đấy cô bác ạ. Bảo là no rồi nhưng mà thật sự là chưa có phải cô bác, vẫn đang đói. Hãy ăn cơm đi, ông ăn cơm đi nhá. Hôm nay nếu mà hôm nay cháu Lực không mua thức ăn xuống cho ông thì ông chỉ có ăn nguyên là canh đỗ đủ thôi cô bác ạ. Ông thì ăn Mạnh lên nhá. Mạnh là ăn cơm nhiều nhiều vào nhá. Được chưa? Rồi. Đây, chú gắp thịt cho này. Gắp thịt cho Mạnh này. Đây, gắp thịt cho ông này. Đây, ông ăn Mạnh lên ông nhá. Cháu ăn đi. À. Đây, cơm của nhà ông thì vẫn còn thêm một chút hạt thóc nữa cô bác ạ. Bây giờ thì cháu Lực cũng xin được phép là dừng ghi hình lại một chút cô bác ạ, để ăn cơm một chút rồi cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình sau. Ghi hình xong thì cháu Lực cũng sẽ xin phép là đi về nhà cho cô bác. Thì rất là ngon luôn các bác ạ. Ăn thêm một bát nữa không? Không được lắc đầu, phải trả lời. Ăn cơm xong thì trả lời chú. Có ăn thêm một bát nữa không? Không à, no rồi à? Đấy, vừa lấy thì chắc là uống một hộp sữa. Thành ra là bây giờ ăn cơm thì ăn được có một bát rồi các bác nhá. Bát này đầy thì vẫn còn là ăn được các bác nhá. Mạnh thì tối nay thì là cái bữa đầu tiên mà ngôi nhà của ông có cháu Lực này với lại có bản hiệu này về ăn cơm cùng nữa. Ông chưa từng bao giờ mà ai vào nhà ông để ăn cơm cùng nữa đúng không? Không, ai về. Thế là một mình hai ông cháu là khác ăn cơm hết. Được. Phải nói là sống hầu như là rất là tối cổ rồi các bác. Đèn, điện mọi cái thì cũng không có cả.
như một cái điện thoại mà để mà liên lạc thì cũng không có. Thành ra là mỗi lần mà cháu Lực xuống ấy thì có lúc thì gặp được ông, có lúc thì không gặp được ông. Thành ra là nếu mà lúc nào gặp được ông thì cháu Lực còn ở lại mà ghi hình được, lúc nào không gặp được ông thì cháu Lực lại đi về nữa. Ôm Mạnh ăn xong rồi à? Này, ăn xong ra đây chú Bảo, ra đây ngồi đây. Nào, ngồi đây, ăn xong không được nằm, ngồi lên, đứng dậy lên. Rồi. Khoanh chân vào. Bây giờ Mạnh khi ăn cơm xong nhá là bảo là con xin phép con ăn cơm xong rồi. Rồi, ăn xong thì lau mồm, lau mũi hết mọi cái đi. Mạnh thì nói dạy câu nào thì là nghe câu đấy cô bác ạ. Nghe phải nói là rất là đáng yêu luôn. Thế hôm nay thì cháu Lực xuống thì phải nói là rất là bất ngờ khi mà nghe ông nói bảo là cháu Lực với lại bạn Hiệu là vị khách cũng như là người mà ở nhà ông lâu nhất và ăn cơm với ông ở một bữa này cô bác. Ông thì bảo là rất là xúc động cô bác. Những quần áo mà áo khoác ông con cháu mua cho ông ấy thì ông mặc vào nhá. Đừng để mặc cái quần áo cũ mặc đi mặc lại là cái gì. Thay đi nhá. Đấy, nước thì phải nói là nếu mà nước để mà giặt áo thì ông giặt ở đâu? Giặt ở suối. Giặt ở suối á? À là đi xuống suối cái giặt á? Vâng. Rồi. Thế mỗi lần đi giặt áo là ông đi tận suối cái giặt? Vâng. Nên nước ít quá mà. À. Thế trước kia thì ông có lấy xà phòng để giặt không hay là chỉ giặt không thôi? Giặt không thôi. Giặt không thôi. Có xà phòng. Xà phòng hôm nọ cháu mua xuống ấy thì là lấy cái xà phòng để mà đi giặt nhá. Hết thì lại bảo cháu nhá. Ở đây thì các bác gửi tiền cho ông thì hiện tại là cháu để vào một cái quý riêng. Đấy. Bây giờ thì mua một phát xuống cho ông thì ông không thể nào mà ông xài hết được. Thì là mỗi lần cháu xuống thì cháu sẽ mua một chút. Khi mà ông hết những vật dụng gì, thực phẩm gì thì khi mà cháu xuống thì cháu sẽ mua cho ông nhá. Đấy, ở đây thì ông không có điện thoại gì đâu đúng không? Không có. Đấy, lại ăn thịt đi. Lại ăn xin phép xong lại ăn tiếp à? Trẻ con thì không thể nói được cô bác ạ. Đặc biệt là em Mạnh nữa, rất ít khi mà ăn thịt thôi cho nên là rất là muốn ăn. Cái này thì để ngày mai là hai ông cháu là ăn sáng nhá. Vâng. Nhá Mạnh nhá. Vâng. Buổi sáng thì ông đưa Mạnh đi học rất là sớm các bác, từ 5 giờ ông đã đưa Mạnh đi rồi. Hôm nay thì xuống thăm ông và nhìn thấy là Mạnh là bây giờ hiện tại là cái sức khỏe của Mạnh thì cũng đã khỏi rồi cô bác nhé. Nếu mà như cô bác anh chị có theo dõi được thước phim hôm trước mà cháu được đưa lên ấy thì là Mạnh hôm đấy là Mạnh sốt rất là cao, uống thuốc xong mọi cái thì bây giờ cũng khỏi rồi. Biết đọc cái này là cái gì không hả? Chưa biết đọc rồi cô bác ạ, chỉ biết là điểm số thôi đấy. Còn cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị luôn đồng hành cùng kênh Bản Em. Và qua cái thước phim này thì cho cháu Lực xin gửi một lời. Và qua cái thước phim này thì cháu Lực cũng rất là mong muốn trong thời gian cháu Lực chia sẻ lên thì sẽ nhận được những tấm lòng vàng hay là phần trợ duyên của quý ông bà để giúp cho hai ông cháu một chút, cũng như là trong cuộc sống để cho hai ông cháu bớt khổ đi một chút cô bác ạ. Hoàn cảnh hiện tại thì đã khổ rồi, ở thêm ở trong một cái ngôi nhà như vậy thì cực kỳ là khổ hơn cô bác ạ. Hãy ăn xong chưa Mạnh? Hả? Hãy đang tìm gừng để mà ăn cô bác ạ. Hết gừng rồi. Dạ xin lỗi ạ. Đấy, tìm chỉ thích ăn gừng thôi cô bác, ăn gừng là nhiều thôi. Đấy, bây giờ thì đặt đồ xuống đây đi. Xong là chào các ông bà đi. Nhá. Đấy, bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc chương trình này thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Nào, bây giờ thì Mạnh khoanh tay vào nhá. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi, vẫy tay. Đấy. Rồi, bây giờ bác gửi một lời chào tạm biệt tới các bác nhé, các bác nhé. Vâng. Rồi, bác nhìn ra kia. Vâng. Xin chào tạm biệt các bác, các chị nhá. Xin chào tạm biệt.